Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình sẽ có đây là một chiếc iPhone XS bản 256GB. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5 triệu mốt. iPhone X thường bypass giá 2 triệu 6. iPhone 8 Plus giá 3 triệu 750 nghìn. iPhone 12 Pro Max 13 triệu 400. iPhone 11 thường 7 triệu 9. Vivo V23e cấu hình khủng 3 triệu. S20 Plus phiên bản Việt hàng đẹp 5 triệu 2. Note 10 Plus phiên bản Việt 512GB 6 triệu 2. Đến Samsung Note 20 bản Mỹ 5 triệu rưỡi. S21 Ultra phiên bản Mỹ 8 triệu 7. S22 Ultra phiên bản Mỹ 12 triệu 800. À, 12 triệu 700. Samsung S21 FE 5 triệu 3. Samsung A54 hàng lướt 5 triệu 7. LG Velvet màu xanh bản đặc biệt 3 triệu 2 màu xanh. Cực kỳ hiếm luôn. LG V50S 2 triệu 7. LG V40 2 sim 2 triệu 2. LG G8 2 sim màu lây tua titan hay còn gọi là màu xám nhé. Đấy. 2 triệu 6. Đó. Pin dung lượng cao 20.000 mAh. Đây là sạc dự phòng. Giá 370.000. Đây mình sẽ vào giới thiệu chi tiết từng chiếc một. Đầu tiên sẽ nói đến đó chính là một chiếc iPhone XS bản 256GB máy màu vàng. Ngoại hình của nó thì zin chuẩn. Đấy, ngoại hình là zin luôn. Đấy. 256GB pin pin là linh kiện không xác định bởi vì đây là thay pin Pisen. Pin Pisen dung lượng cao. Đấy. Đây, khách thay này. 1 triệu 350 nghìn giảm giá còn 900 nghìn này các bạn. Đấy. Đấy là thay pin nhá. Đấy. Pin này thì được bảo hành 1 năm. Đấy, pin được bảo hành 1 năm các bạn nhé. Đấy, tại điện thoại vui này. Đấy, pin Pisen. Đấy, pin này thì mình cũng test qua rồi. Quá trâu luôn. Có khi còn trâu hơn cả XS Max. Đây là pin dung lượng cao các bạn nhé. Pin dung lượng cao này 2950 mAh này, Pisen này. Đấy, pin siêu cao. Đấy, cái loại này thì các bạn về thì quá là yên tâm để các bạn sử dụng rồi. XS có mỗi thay pin thôi, còn lại là zin 100%. Đấy, giá chỉ có 5 triệu mốt thôi, lại được máy màu vàng. Đây là một chiếc iPhone X bypass máy màu đen. Ngoại hình của nó thì là một chiếc máy đẹp. Nó có xước sát theo năm tháng. Màn hình thì đã thay rồi. Đây các bạn này. Màn này thay thì không khác gì màn zin luôn. Màn GX3. Đấy, iPhone X bản 64GB. Đây là hàng bypass. Có lắp sim bình thường. Lắp sim nghe gọi bình thường các bạn nhé. Nói chung dùng như một máy bình thường. Pin đã thay rồi. Đấy, pin thay 100%. Và
ID của nó là không còn Face nữa nhá. Đấy, Face ID không khả dụng rồi. Mất Face. Giá 2 triệu 600 nghìn. Rẻ hơn cả iPhone 6S Plus rồi. Rẻ hơn cả 7 Plus rồi. Thì các bạn thoải mái mà trải nghiệm nhé. iPhone 8 Plus. Đấy. 64 GB, pin 100. Pin đã thay thẳng cẳng luôn rồi. Đấy, pin thay rồi. 64 GB quốc tế, mấy màu vàng gold. Giá bên mình đang để cho các bạn là 3 triệu 750 nghìn nhé. Tặng đầy đủ phụ kiện bảo hành 3 tháng lẫn 1 đổi 1. iPhone 11 Pro, à 12 Pro Max màu vàng gold. Đấy. Màu này thì không bao giờ sợ lỗi mốt nhé. À, ngoại hình đẹp nhé. Ngoại hình đẹp đấy các bạn ạ. Đấy. Nào đi là sạch đẹp luôn thôi. Thì tay mình hơi bẩn. Đấy, nấu đi ra đẹp nhé. Đấy, nhìn kỹ thì có các cái vết gọi là răm răm nalô lông mèo thôi. Nhìn như thế này quá đẹp rồi. Đấy, bản 128 GB. Pin đã thay rồi. Pin bên mình cũng thay pin EU. Đây chỉnh tay bên mình thay luôn. Nên các bạn yên tâm về chất lượng pin nhé. Không khác gì pin zin luôn. 128 GB. Đấy, các bạn nhìn hai email, hai sim các bạn nhé. iCloud sạch nhé, về các bạn chỉ việc kết nối internet rồi đăng nhập iCloud của các bạn vào nhé. Máy bao reset dòng 2 thoải mái. Màu vàng gold. Pin 100. Để cho các bạn với giá của nó là 13 triệu 400 nhé. Chiếc iPhone 11 thường. Đấy, bản hai sim vật lý luôn. Hai sim vật lý 128 GB. Thế rồi vợ mình test máy lại để mật khẩu lung tung rồi. Ngoại hình đẹp 128 GB, hai sim vật lý, giá là 7 triệu 900 nghìn. Cây Vivo V23E cấu hình cao, ngoại hình đẹp đẹp long lanh luôn. Đấy, đa sắc. À, các bạn nhìn này, đấy, đa sắc nhá, rất đẹp. RAM của nó tận 8 cộng 4 GB này. Đấy, bộ nhớ của nó 128 GB này. Máy thì có hai sim, cả hai sim vật lý luôn. Ngoại hình đẹp. Để cho bạn giá 3 triệu nhá. 3 triệu. S20 Plus phiên bản Việt Nam. Đấy, ngoại hình zin đẹp luôn. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Hai sim vật lý. RAM 8, bộ nhớ 128 GB. Bản Việt Nam, hai sim vật lý các bạn nhé. Giá bên mình để cho các bạn là 5 triệu 200 nghìn. Tặng đầy đủ phụ kiện, bảo hành 3 tháng lẫn 1 đổi 1. Màn hình của con này là 120Hz luôn các bạn nhé. Màn hình 120Hz. Còn đây là lốt 10 Plus. Phiên bản Việt Nam, máy màu trắng. Máy màu trắng này. Ngoại hình đẹp nhé. Đấy, đẹp này, bản Việt. Bộ nhớ của nó 512 GB. To ra màn hình sáng. Đấy. To ra mình màn hình sáng này các bạn. Bản Việt Nam, hai sim vật lý luôn này.
Nói đến bộ nhớ của con này thì quá khủng khiếp luôn. 512 GB. RAM 12, bộ nhớ 512 GB. Đấy, tốt này. Đấy, tình trạng máy tốt nhé. RAM 12, bộ nhớ 512. Đây là bản đặc biệt rồi. Mà lại là được hàng Việt Nam các bạn nhé. Hai sim vật lý. Đó, 6 triệu 200 nghìn. 6 triệu 200 nghìn. Tiếp đến là Samsung Note 20 phiên bản Mỹ, hai sim, một sim vật lý, một e sim. RAM 8, bộ nhớ của nó là 128 GB. Chip Snapdragon 865, ngoại hình đẹp, màn đẹp, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy, đẹp cho các bạn nhé. Giá 5 triệu rưỡi. S21 Ultra phiên bản Mỹ. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp nhé. Đấy các bạn. Đấy, ngoại hình zin đẹp luôn. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Bản RAM 12, bộ nhớ 128 GB. Camera zoom 100x này, pin 5000, màn hình 6.9 inch. Giá là 8 triệu 700 nghìn nhé. Rồi đến một chiếc máy là hàng siêu thị này. Này, lưng liếc của nó này cũng dán hết siêu này. Viền cũng dán hết siêu này. Đấy. Bản Mỹ chip Snapdragon thì các bạn yên tâm rồi. Siêu mượt luôn, siêu phê luôn. Khách hàng nhận được feedback lại cho bên mình bảo là dùng bộ này còn sướng hơn cả bản Việt Nam. Đấy. Nhưng mà mỗi cái nó có một cái hay riêng các bạn nhé. Bản Việt Nam thì vẫn được đánh giá cao hơn bởi vì tính tiện dụng. Còn bản Mỹ thì độ tiện dụng không cao bằng, cho nên là giá bản Mỹ cũng rẻ hơn. Bản Việt Nam nếu mà bình thường một con RAM 8 đến 128 mà hàng lung linh như con này nó phải rơi vào tầm 14 triệu. Nhưng đây bản Mỹ giá chỉ có 12 triệu 800. Đấy, nhưng mà lại được chip khỏe hơn. Đấy, các bạn hãy là người tiêu dùng thông minh, bởi vì bản Mỹ và bản Việt dùng thì cũng chả khác gì nhau cả, dùng như bình thường, lắp sim nghe gọi như bình thường. Đấy. S22 Ultra phiên bản Mỹ. Zin keng sa beng, nói chung máy này là hàng siêu nứt, hàng loại 1, hay còn gọi là hàng A cộng cộng. RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Đấy, hàng A cộng cộng này thì các bạn yên tâm mà dùng nhé. À, gọi là siêu siêu lướt. Các bạn chỉ cần thêm cái hộp nữa là các bạn có thể đóng thành có thể bán thành một chiếc máy mới được. Không có điểm chê luôn. Bảo đảm các bạn cầm vào ưng luôn. Bên mình bán từ hôm giờ phải được 6 7 7 máy rồi. Đã có 3 khách nhận được phản hồi và muốn mua thêm. Nhưng mà màu xanh hết rồi, còn màu đen thì khách không ưng. Đấy, không hợp mệnh. Rất đẹp luôn các bạn nha. 12 triệu 800. LG Velvet, lâu lắm rồi các bạn mới nhìn thấy một con màu xanh phỉ thúy như này đúng không các bạn? Đấy, xanh phỉ thúy luôn. Rất đẹp, LG Velvet này. Ngoại hình của nó đây thì là nó có thi thoảng có xước rất nhẹ thôi. Đây đây, nhìn thật kỹ thì mới thấy nhá, còn lại là không thấy đâu. Siêu nhẹ, nói chung con này là đẹp. Màn hình của nó có xước kiểu la lô lông mèo nhé, xước kiểu lông mèo thôi. Đây các bạn nhìn rất khó thấy, nhìn khó thấy lắm. Nói chung nó là hàng đẹp đi. Màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Zin nguyên bản 100%. RAM 8, bộ nhớ 128 GB. Chip Snapdragon 765G. Con này có thể hỗ trợ lên hai sim được. Nhà bên mình đang để một sim cho các bạn sử dụng nhé. ROM gốc luôn. Tặng đầy đủ phụ kiện. Giá là 3 triệu 200 nghìn. LG Velvet.
LG G8 Thanh Quy bản 2 sim. Đấy, máy màu xám rất giống với iPhone 15 Pro Max nhé, cái màu ấy. Ngoại hình zin đẹp. Đây màn hình của nó đây các bạn. Màn 2K 6,2 inch. Siêu đẹp, trắng sáng không ám ố. RAM của nó là 6 GB, bộ nhớ của nó là 128 GB. Chip Snapdragon 855. Đầy đủ các tính năng từ nhận diện khuôn mặt, vân tay, camera. Và giá bên mình đang để cho các bạn 2.600.000 tặng đầy đủ phụ kiện nhé. LG V40 Thanh Quy cũng là loại 2 sim vật lý đây, cũng giống như LG G8 này. Đấy, ngoại hình zin đẹp luôn. Ngoại hình zin đẹp luôn, màn trắng sáng không ám ngố không nuôi. RAM 6 bộ nhớ 128 GB, à RAM 6 bộ nhớ 64 GB. Đấy, chip Snapdragon. Ngoại hình đẹp, hai sim luôn các bạn nhé. Màn cũng màn 2K luôn đấy các bạn. Màn con này cũng 2K cộng đấy. Độ rộng của nó là 6,4 inch. To khỏe. 2.200.000 thôi. Giá siêu rẻ so với cấu hình. Chip rồng luôn. LG G8 Thinh Quy. À quên lại, G8 Thinh Quy. Lưng của nó là G8X Thinh Quy. Đấy, nhưng mà máy của nó là V50S các bạn nhé. Máy LG V50S, RAM 8 bộ nhớ 256 GB. Màn trắng sáng không ám không ố không lưu hình. Chip Snapdragon 855. V50S Thinh Quy. Đấy, mà giá chỉ có 2.700.000, quá rẻ. Cam kết zin các bạn nha, chỉ có mỗi lưng thay lưng của G8X thôi, mà G8X và V50 là chung với nhau mà. Đấy, tất cả cấu hình chung, nhưng có mỗi đó là cái cấu hình của V50S này nó cao hơn G8X, chứ còn linh phụ kiện của nó chung nhau. Đây là sạc dự phòng 20.000, bảo hành 6 tháng. Lõi của Powerbank các bạn nhé, lõi Powerbank. Cái hãng này thì các bạn yên tâm về cái chất lượng lõi lõi pin của nó. Đó, có thương hiệu từ xưa rồi. Hàng này thì đây, họ sản xuất này. Mặt trong veo, nhìn thấy cả linh phụ kiện bên trong này. Đấy. À, có đèn led này, chiếu sáng này. Đấy. Có màn hình hiển thị phần trăm pin ở đây. Đấy, hiển thị phần trăm pin nhé. Có sẵn 3 dây sạc. Đấy, có sẵn 3 dây sạc. Để cho các bạn cổng micro, cổng Lightning và cổng Type-C các bạn nhé. Hay ở đây có sẵn các cái rắc sạc để cho các bạn cắm sẵn dây sạc của các bạn vào. Nếu muốn bền, muốn tốt thì cứ cắm thẳng vào các cái cổng này. Đấy, sạc siêu nhanh, bọn này sạc siêu nhanh. 12 Pro Max mà 1 phút lên 1% pin luôn. Đây mình đang bán là 370.000. Đó, 370.000 các bạn nhé.